Có phải muội có tình ý với huynh không? Không phải là tình tri kỷ mà là tình cảm của trai gái. Muội, nếu không thì tại sao cha muội lại quả quyết huynh và muội có tình cảm với nhau? Vì muội hỏi thật lòng, sau khi huynh biết thân phận của muội, huynh có thấy nhớ, thấy thương muội không? Có thấy thứ tình cảm khang khát, chứ không phải tình bằng hữu như trước đây. Cha muội nói đã chọn được nơi môn đăng hộ đối cho muội. Huynh nghe mà cũng mừng cho muội. Huynh chưa trả lời câu hỏi của muội kia mà. Huynh thật lòng chúc muội trăm năm hạnh phúc. Huynh nói chúc mừng mà giống như là trách hờn vậy. Huynh muốn mỉa mai muội sao? Đó là ý của cha chứ không phải của muội. Muội hoàn toàn không chấp thuận. Trong lòng muội chỉ có một người, và chỉ muốn cùng người đó nên chuyện trăm năm. Huynh cũng biết người đó là ai mà.